Hi, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên trong chuỗi dự án video cải thiện phát âm tiếng Anh trong vòng 1 tháng Improve Your English Pronunciation in 1 Month của mình ha. Thì đây là chuỗi video đúc kết lại trong hơn 6 năm giảng dạy tiếng Anh của mình. Thì mình có quan sát thấy là hầu hết các bạn học tiếng Anh á, thì hay phát âm sai những cái từ vựng ở trong cái chuỗi video này đó. Thì nếu các bạn chịu khó luyện tập ha và làm theo cái hướng dẫn của mình thì mình tin rằng sau khi kết thúc cái chuỗi này thôi thì cái phát âm của các bạn sẽ cải thiện một cách rõ rệt. Và cái điều này đặc biệt quan trọng đối với những bạn nào mà đang có mục tiêu là được IELTS Speaking 6 chấm trở lên, tại vì phát âm là một trong những tiêu chí đóng một vai trò rất là lớn đối với IELTS Speaking mà Band 6 đổ lên ha. Rồi đó, most commonly mispronounced words in English day 1, đây là cái ngày đầu tiên ha, là cái video đầu tiên luôn. Và trước khi mình bắt đầu á thì mình sẽ có một cái lời khuyên cho các bạn, đó là the key to a better English pronunciation is regular practice. So try to practice these words every day no matter how hard it can be. Nghĩa là cái chìa khóa để có được một cái phát âm tốt hơn đó là luyện tập thường xuyên. Cho nên là các bạn cố gắng luyện tập những cái từ này mỗi ngày ha, cho dù nó khó như thế nào đi chăng nữa. Alright. Rồi, không lòng vòng nữa ha, mình sẽ đến với những cái từ của ngày đầu tiên mà hầu hết các bạn học viên hay phát âm sai. Rồi, đó là comfortable, interesting, help và because. Đấy. Thì giờ mình sẽ phân tích từng từ một ha, mình sẽ phân tích cách phát âm của nó. Đồng thời mình sẽ gửi cho các bạn một số cái mèo để phát âm nó cho nó đúng. Cũng như là mình sẽ luyện tập nó trong câu ha. Đầu tiên, đó là từ comfortable. Rồi, một tính từ, how to pronounce it, cái phát âm nó là theo phiên âm, đó là comfortable. Comfortable. Thì mình không nhất thiết là phải biết được cách đọc phiên âm ha. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn chưa cao á, thì bạn cũng không nên quá tập trung vào cái phiên âm này, tại vì nó rất là khó để cho các bạn nhớ được. Hồi xưa lúc mình tự học tiếng Anh á, thì hầu như là mình không có để tâm gì đến cái phiên âm, cảm thấy rất là khó nhớ, khó đọc. Nhưng mà mình học khoảng tầm 3-4 năm, khi mà tiếng Anh của mình đã cải thiện rõ rệt á, cái từ vựng mình có, cái độ lưu loát mình có, mình nói nó cũng không có nói là quá khó nghe, mà chứ nghe mình tra từ mới mình đọc theo thôi. Thì khi đó, khi trình độ tiếng Anh của mình đã cải thiện lên rồi á, thì mình bắt đầu mới nghiên cứu về phát âm và mình mới thực sự hiểu và học nó một cách dễ dàng. Còn đối với những bạn mà level mình chưa có ok á, thì các bạn không nên để tâm quá nhiều tới phát âm ha. Mình chỉ tập trung cải thiện những cái từ mà mình hay xài và cố gắng tránh những cái lỗi mà hầu như ai cũng mắc phải, thì phát âm của mình về tổng quan nó sẽ cải thiện rất là đáng kể ha. Rồi, cái mẹo của mình đó là mấy bạn nhớ, bạn không có đọc cái từ này là comfortable, đừng có nhìn mặt chữ mà đọc ha, không có đọc là comfortable. Âm O ở đây nó là âm câm ha, mình sẽ không đọc. Và chữ table bình thường á, khi ghép vào đây nó sẽ đổi âm, sẽ bị giảm nhấn thành là table. Rồi thì mình sẽ có là comfortable. Comfortable. Đó, bạn nhớ ha, comfortable. Come, bắt đầu đọc chữ come, sau các bạn thổi âm F ra, comfortable. Để là được âm F, các bạn cứ đơn giản là gì, bạn lấy cái răng trên, các bạn giữ nhẹ cái môi dưới ha, cắn nhẹ vào cái môi dưới, sau bạn thổi hơi ra, tạo ra âm F, đó là right, comfortable. Comfortable, chứ không phải table nha. Comfortable. Ok, rồi bây giờ mình sẽ luyện tập với theo câu ha. Rồi, câu đầu tiên là I feel comfortable when I cook. I feel comfortable when I cook. I feel comfortable when I cook. Đó, tôi cảm thấy thoải mái khi tôi nấu ăn. Rồi, câu thứ hai, this couch is so soft and comfortable. This couch is so soft and comfortable. Nhớ ha, couch chứ không phải là coach ha, có nhiều bạn hay đọc tên là coach. Lưu ý luôn, this couch is so soft and comfortable. Couch nó giống như là ghế sofa vậy ha, nó cũng giống như là ghế sofa luôn. This couch is so soft and comfortable. I don't feel comfortable in crowded places. I don't feel comfortable in crowded places. I don't feel comfortable in crowded places. Rồi, câu thứ tư,
Traveling with my friends is more fun and comfortable than traveling with my family. Traveling with my friends is more fun and comfortable than traveling with my family. Rồi, từ cuối cùng. These shoes are a bit uncomfortable to wear. Uncomfortable là trái nghĩa với comfortable, có nghĩa là không thoải mái. These shoes are a bit uncomfortable to wear. Yeah. These shoes are a bit uncomfortable to wear. Right. Đó là cái từ đầu tiên ha. Comfortable. Comfortable. Rồi, từ thứ hai đó là từ interesting. Interesting, một tính từ ha. Right. Thì từ này cũng tương tự như comfortable, cái từ e, cái chữ y thứ hai ha. Y đầu tiên, I'm sorry, nó sẽ là âm câm mà không có đọc. Thì mình sẽ giống như là mình xóa cái âm y đó đi, thành là interesting, được chưa? Thì mình có thể đọc là interesting. Interesting, nó giống như chữ trust, chữ tin tưởng đó ha. Interesting, nhấn âm đầu. Interesting. Interesting. Chứ được đọc là interesting ha. Interesting. Interesting. Ok, rồi bây giờ mình luyện tập theo câu. Đầu tiên, I love traveling alone. I find it interesting and fun. I love traveling alone. I find it interesting and fun. Mary is an interesting girl. Mary is an interesting girl. Mary is an interesting girl. That's an interesting question. That's an interesting question. That's an interesting question. I'm not interested in romantic love right now. I'm not interested in romantic love right now. Right, interested thay vì interesting ha. I'm not interested in, mình sẽ nói nó lại. Interested in. Interested in. Nhanh nè. I'm not interested in romantic love right now. Mình không có hứng thú với tình yêu ở thời điểm hiện tại. This is not an area of my interest. This is not an area of my interest. Đương nhiên là sẽ có những từ trong đây mà sẽ có nhiều bạn hay phát âm sai, nhưng mình sẽ tập trung vào từ interesting và interest hôm nay ha. Thì từ từ những cái từ kia thì mình sẽ chia sẻ ở những video tiếp theo. Right. This is not an interesting, oh sorry, this is not an area of my interest. Mình sẽ nói lại ha. This is. This is not an area of my interest. Rồi, từ tiếp theo đó là từ help. Help. Mấy nào đừng đọc là help ha. Đừng đọc là help. Các bạn còn đọc là hip. Hip me, nghe rất là ghê ha, hơi thô. Help. Help. Được chưa? Mấy đọc là hầm h chứ ha. Sau đó là L. Đọc chữ E xong bạn sẽ cong lưỡi chữ L lên, nói tạo thành âm L. 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 Help. 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 Được chưa? Help me. Help. Right. Thì giờ mình sẽ luyện tập theo câu ha. Đầu tiên, reading helps me improve my knowledge. Reading helps me improve my knowledge. Thì ở đây mình có GMS thì mình sẽ thêm một cái âm nữa ha. Thì mình sẽ đọc là helps. Đó. Helps. Mình sẽ nói âm P với âm S lại ha. Helps. Helps. Đó. Reading helps me improve my knowledge. Reading helps me improve my knowledge. Để kể những âm đuôi ha. Reading helps me improve my knowledge. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Help. Yeah. Thanks for your help. Yeah, ha. Help. Listening to music helps me relax and reduce stress after a hard day at work. Listening to music helps me relax and reduce stress after a hard day at work. Listening to music helps me relax and reduce stress
after a hard day at work. Please let me know if you need any help. Please let me know if you need any help. Please let me know if you need any help. Help. Rồi, từ cuối cùng. You're not helping, Peter. À, mình highlight lộn ở đây ha, chị help. Sorry. You're not helping, Peter. You're not helping, Peter. Rồi, từ cuối cùng, đó là từ because. À, có nhiều bạn hay đọc chữ này là because hoặc là because. Giờ nó không có âm đuôi và nó bị sai về cái âm ha. Thật ra vẫn có because, nhưng mà thường á, người ta sẽ giảm nhấn trong câu khi nói nhanh. Nó sẽ đọc là because. Because. Được chưa? Because. 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 Chứ đừng có because ha. Because. Because. Rồi, mình sẽ thực hành theo câu. Câu đầu tiên. I love dogs because they are really cute. I love dogs because they are really cute. I love dogs because they are really cute. I prefer traveling with my friends because it's more comfortable. I prefer traveling with my friends because it's more comfortable. I prefer traveling with my friends because it's more comfortable. He did it because he wanted to protect you. He did it because he wanted to protect you. À, tiếng Anh mình đọc là wanted thành là wanted luôn ha. He did it because he wanted to protect you. He did it because he wanted to protect you. Just because you are rich doesn't mean you can look down on everyone. Just because you are rich doesn't mean you can look down on everyone. Just because you are rich doesn't mean you can look down on everyone. Rồi, câu cuối là một câu khá là hay, có nghĩa là gì? Chỉ bởi vì bạn giàu không có nghĩa là bạn có thể coi thường tất cả mọi người. Đấy chưa? Just because doesn't mean just because you are rich doesn't mean you can look down on everyone. Because. Rồi, thì đó là bốn từ của ngày hôm nay ha. Mình sẽ ôn lại một lần nữa nè. Comfortable. Comfortable. Interesting. Interesting. Help. 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 Because. 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 Rồi, đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. À, hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để chịu khó luyện tập đi luyện tập lại những cái từ này ha, để mình có thể gì sửa được cái lỗi phát âm sai của những từ này trước khi mình đến với video tiếp theo ngày thứ hai. Okay, that's the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos.